nhân vật chính của chúng ta, con chim cu của bác Ngọc. Con chim này có một kiểu chào rất là thú vị, đó là khi mình chào nó thì nó cũng sẽ giơ tay lên chào mình. You'll be my forever. Even though you're far away, still you will be so near. Rồi thì vừa nãy mình đã trình diễn với con chim cu bá đạo. Bây giờ đến lượt bác Lam, bác sẽ thử điều khiển xem là nó có chào như vừa nãy không. Đấy. Đấy, ok.